Triều Tiên đã thử nghiệm hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước để phản đối cuộc tập trận chung diễn ra trong tuần này giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Hệ thống HAEIN-523 được thử nghiệm ngoài khơi bờ biển phía đông của Triều Tiên. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA thông báo hôm 19 tháng 1, nhưng không tiết lộ thời điểm thử nghiệm. HAEIN-523 là tên được Triều Tiên dùng để đặt cho thiết bị không người lái tấn công dưới nước có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. KCNA dẫn tuyên bố của một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết thêm, năng lực hạt nhân dưới nước của Bình Nhưỡng đang được hoàn thiện và họ sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động dưới nước để ngăn chặn hành vi thù địch của Hải quân Mỹ và đồng minh. Hải quân Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 17 tháng 1 kết thúc đợt tập trận chung kéo dài 3 ngày. Theo Reuters, đây là một phần trong nỗ lực cải thiện năng lực ứng phó trước mối đe dọa đến từ Triều Tiên. Ở một diễn biến khác, phái đoàn Triều Tiên do Bộ trưởng Ngoại giao Cho Sung-hui dẫn đầu đã trở về từ Nga vào ngày 19 tháng 1. KCNA thông báo nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động của bà Cho tại Moscow, kể cả cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin. Trước đó, KCNA cho biết bà Cho và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov thảo luận các vấn đề liên quan đến nỗ lực tăng cường hợp tác chiến lược và chiến thuật. Bà Cho và ông Lavrov còn thảo luận kế hoạch thực hiện thỏa thuận cải thiện quan hệ song phương đạt được hồi tháng 9 năm 2023, khi Tổng thống Putin tiếp đón nhà lãnh đạo Kim Jong-un ở vùng Viễn Đông Nga. Chuyến thăm của bà Cho là hoạt động trao đổi ngoại giao cấp cao mới nhất giữa Triều Tiên và Nga kể từ năm 2023. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi Triều Tiên là đối tác vô cùng quan trọng và hai bên đang tập trung củng cố quan hệ trên mọi lĩnh vực, kể cả những lĩnh vực nhạy cảm. Cả Triều Tiên và Nga đều phủ nhận nghi vấn Bình Nhưỡng chuyển pháo và tên lửa cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine. Cả hai còn phủ nhận cáo buộc Moscow cung cấp công nghệ tiên tiến để Bình Nhưỡng củng cố năng lực quân sự.